Tính muốn lấy vợ chưa? Dạ, cũng muốn à. Đã sẵn sàng hết chưa? Dạ, cũng chuẩn bị rồi. Làm hai job luôn ha? Dạ. Để dành được nhiêu tiền rồi? Dạ, cũng tầm vài trăm. Đó, trời ơi, ta cũng vài trăm thôi. Ngày hôm nay đại gia. Đừng ngồi lộn ghế nha. Và bây giờ bên đàn gái xin mời hai cô gái xinh đẹp của tôi. Trời ơi, bên đây cũng là một bên đỏ một đen luôn nha. Ngày hôm nay tới chương trình là kiếp đỏ đen luôn hả? Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu đi đến từng nhân vật một. Dạ, đầu tiên cho Tường hỏi chàng trai ở ngồi ghế đỏ nha. Em năm nay bao nhiêu tuổi, em tên là gì? Dạ, em xin chào chị Tường và anh Hứa Minh Đạt và hai bạn bên kia. Em là tên là Phạm Hình Lập, năm nay em 30 tuổi. 30 tuổi. Hiện tại công việc của em là đang làm sale bên bất động sản. Ồ, ở làm việc ở đâu? Dạ, em làm ở bên Tân Bình. Tân Bình, còn quê của Lập ở đâu? Nhà quê em thì ở đây nhưng mà hiện tại ba mẹ em đang ở Bình Dương. Trước đó thì em làm gì? Trước đó em làm PT. Ồ, làm PT? Dạ. Rồi sau này cái bụng nó hơi bự bự ra rồi? Dạ, bỏ lâu quá rồi. À, từ khi qua bất động sản chắc cũng ăn nhậu tiếp khách nhiều ha? Dạ. Bể phọt rồi ha? Dạ. Có tiền lấy vợ chưa? Dạ, có rồi. Có rồi? Có rồi luôn. Okay, được. Mạnh dữ. Được nhiêu, có rồi là có nhiêu? Dạ, cũng vài trăm á. Vài trăm. Vài trăm. Mạnh dữ. Mạnh dữ, cũng ông chủ nó nhỏ ha. Rồi cho chị hỏi xíu nữa nè, điểm mạnh điểm yếu của Thành Lập là gì? Dạ, điểm mạnh của em á là em nấu ăn ngon. Và điểm yếu của em là em sợ. Sợ gì? Sợ chuột. Sợ chuột? Dạ. Mà sao sợ chuột? Chuột có gì đâu sợ. Thôi em thấy nó em sợ lắm. Ngoài sợ chuột ra có sợ gì nữa không? Dạ, sợ rắn, sợ gián. Rắn thì ok rồi, rắn thì ai cũng sợ rồi. Con gián nhỏ xíu cũng sợ nữa. Sợ chứ. Bây giờ là cô gái ngồi vị trí ghế đỏ. Bạn kia bạn Lập đã giới thiệu rồi, giờ em giới thiệu về mình đi nè. Dạ, em xin chào anh Hứa Minh Đạt. Chào em. Em chào, mình chào bạn. Mình chào. Thôi mình chào mọi người đi, lễ nghĩa quá. Nói từng người đó là tới sáng không đó. Giờ mình tự giới thiệu về mình đi nè. Tên em là Tú Anh ạ. Tú Anh. Dạ, em sinh năm 2000 và hiện tại thì em đang là sinh viên năm 3 của Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM. Quê em ở Thanh Hóa, gia đình em thì ở Bình Dương. Bây giờ là điểm mạnh điểm yếu em là gì? Bản thân em là một con người kiểu tự lập ấy ạ. Khi mà mới bước chân vào đại học á là em cũng kiểu đã tự đi làm. Một tháng em không có xin ba mẹ em tiền. Vậy thì công việc em làm hiện giờ là gì? Nếu như mà tính từ trước đến giờ thì em làm rất là nhiều công việc khác nhau luôn. Nhưng mà hiện tại á, thì em đang làm phục vụ cho một nhà hàng Nhật và chủ là người Nhật. Ngoài ra thì em thích chơi thể thao. Chơi thể thao? Môn gì? Bóng rổ đúng không? Đúng rồi. Ôi ơi, sao bé này cười? Tự nhiên thấy chiều cao người ta. Em cao mét mấy em? Dạ, em cao mét rưỡi á. Mét rưỡi chứ vừa gì đâu. Chẳng giống mấy con người mẫu, em đẹp xinh cô gái Việt, chẳng xuân phân tô sắm màu, em dàn di theo cách riêng, chỉ cao 1m5 hành sao đáng yêu dịu dàng để môi tháng riêng. Gần mét 6 là. Gần 1m6 chị. Ủa sao chơi bóng gỗ tôi tưởng đâu cao mét 7, mét 8, mét 9 gì chứ sao. Thì bởi vậy nhiều khi những cái gì đó mà mình ao ước thì mình vẫn đam mê thôi cái gì đâu. Rồi ở đó là thế mạnh. Điểm yếu của em thì thường là em nói nhiều lắm ạ. Thì nãy giờ thì anh cũng thấy mà anh cũng từ từ cảm nhận được. Còn gì nữa không? Có sợ gián, sợ chuột, sợ gì nữa không? Nếu mà nói về nỗi sợ của em á, thì em sợ tất cả các mọi con vật trên cái cuộc đời này luôn, trừ con chó con mèo ra. Không, thực ra nếu mà nói thì con chó em cũng sợ nha. Như là chó to thì vẫn sợ. Hay là mèo á, mèo. Em có sợ con trai không? Cái con đó là sợ nhất. Con đó là sợ nhất. Cái con đó là sợ nhất hả? Ok, bây giờ mình đến với chàng trai ngồi ghế màu xanh nhé. Em tên là gì? Dạ, em chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt và hai bạn nữ cùng chơi ạ. Dạ, em tên là Đào Hồng Dương ạ. Dạ, năm nay em 29 tuổi. Nhà em thì ở Bình Thuận á. Dạ, em lên Sài Gòn từ năm 2015. Dạ, em hiện tại là đang làm PT tự do vậy. cũng PT luôn. Trời, hôm nay chàng trai hai chàng trai của ta đều làm PT, nhưng mà này là PT đang còn hiện hữu nha. PT kia quá thời cựu PT. Em có làm thêm công việc buôn bán kinh doanh online á, thời trang là từ 2017 tới bây giờ. Là em làm tự do, tự kinh doanh, hai công việc luôn. Ồ, giỏi ha. PT là rồi bây giờ là em ở ra trên Sài Gòn, là em ở với ai? Dạ em ở một mình. Còn ba mẹ là còn ở Bình Thuận hết? Dạ, em còn mẹ thôi. Còn mẹ thôi. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh á thì em hòa đồng, vui tính, cũng hài hước, lại biết nấu ăn, chơi được nhiều môn thể thao. Như bóng đá rồi cầu lông rồi bóng chuyền, cái gì cũng biết hết á. Tại hồi trước là hồi ngày xưa em đi học cấp 3 là em là vận động viên điền kinh. Wow, ghê vậy hả? Dạ, em... vận động viên điền kinh. Dạ, em có huy chương vàng ở nhà với lại có bằng khen á. Wow, nói chung đây là dân thể thao ngay từ nhỏ là phải không? Dạ đúng rồi. Thường thì cuối tuần em thích đi xem phim, rồi nấu ăn ở nhà, rồi đi bơi thôi. Điểm yếu thì em hơi cục súc một xíu đó chị. Cục súc là... Cục súc là nhiều khi thì nói chuyện mà người ta là nói chuyện mà kiểu như mình nghe không lọt lỗ tai á, thì em thái độ em hơi cục súc một xíu vậy. Mình không có kiềm chế, mình tỏ thái độ thẳng ra luôn. Dạ đúng rồi, nhưng mà không phải quá lố vậy, đủ cho người ta để biết là em không thích như vậy. Thường mấy người đó người ta ít biết lắm. Rồi bạn nữ bên kia màu xanh. Bây giờ cô gái mặc cái áo màu đỏ nhưng mà ngồi cái ghế màu xanh, giới thiệu cho mình đi nè. Dạ, em chào anh Đạt, em chào chị Tường, em chào hai bạn ngồi kế bên và chào tất cả khán giả đang tham gia chương trình. Em tên là Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1997. Hiện tại em đang là một graphic design. Dạ, quê em là ở Vũng Tàu. Thì em mới lên Sài Gòn hồi đầu năm nay. Điểm mạnh, điểm yếu em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là cởi mở, nói chuyện nhiều. Nếu mà kiểu thân quen thì em có thể kiểu hài hước được. Em làm trong cái ngành graphic design thì em có thể sáng tạo hoặc là tưởng tượng. Điểm yếu của em là ngủ xấu. Ngủ xấu? Ngủ xấu là sao? Ngại là không. Ngủ bành kỳ. No Kiểu là em ngủ rất nhiều, giống như là em đang ngủ đúng không, mà kiểu ai tới mà phá em á là em sẽ quạo. Em ngủ không đủ giấc em cũng sẽ quạo. Quạo đó là ngủ xấu á hả? Tôi nghe ngủ xấu tôi tưởng đâu là banh chân banh cẳng đồ gì rồi ngái đồ. Cái đó em ngủ nết na lắm chị. Nết na lắm mà. Cái đó người ta nói nôm na là ham ngủ. Dạ. Nhưng mà kiểu mà cũng hay quạo với người ta thì cũng là xấu. Bây giờ mình sẽ khai thác sâu hơn các bạn nha. Mình sẽ đi vào tình trường để tìm hiểu coi các bạn yêu đương như thế nào rồi. Quay trở lại với Thành Lập ha. Tình trường mình có bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ em có 3 mối tình. Dạ cái mối tình đầu tiên thì để lại cho em ấn tượng nhiều nhất. Đó là mối tình đầu. Kéo dài bao lâu? Dạ 5 năm chị. 5 năm? Dạ. Cái người đó là lớn hơn tuổi hơn em. Lớn hơn bao nhiêu tuổi? Dạ 5 tuổi. Wow. Còn nhỏ mà đã thích quen gái lớn hơn 5 tuổi ha. Gu cũng mặn ha. Rồi sao chia tay? Ba mẹ người đó hối thúc lấy chồng á, nhưng mà lúc đó kinh tế em lại chưa có. Đúng rồi, người ta lớn hơn em 5 tuổi thì tới tuổi người ta lấy chồng mà em thì chưa muốn lấy vợ. Dạ. Dạ mối tình thứ hai thì em quen được 2 năm. Nhưng mà cái người đó là siêng ngậm ơn. Trời đất ơi, thằng này gu mặn dữ vậy. Người đầu lớn hơn 5 tuổi, người thứ nhì rồi chơi single mom luôn, gu mặn dữ vậy. Lúc đó là em chưa biết á. Vậy là người ta giấu em. Dạ. Rồi em quen bao lâu mới phát hiện? Dạ em quen được 1 năm. Rồi sao chia tay, em không chịu hả? Dạ do nhà em lại chưa có gì hết nên gia đình em cũng không có đồng ý. Không đồng ý, không đồng ý cái vụ khuyến mãi á phải không? Dạ. Mà bản thân em có đồng ý không? Dạ đồng ý. Mối tình thứ ba, đừng nói mặn nữa nha. Dạ không, mối tình thứ ba thì người đó độc thân. Vậy là trúng rồi, vậy là vừa khớp rồi. Rồi quen được bao lâu? Dạ lúc đó cái người đó thì mới có 22 tuổi. Nhưng mà con nít quá, tính tình nó không có thích. Trời ơi, lớn hơn cũng không được, có con rồi cũng không được, giờ nhỏ hơn cũng không được, gì chứ em muốn làm sao? Nên mà cái tính em nó chững chạc hơn. Còn cái bạn đó thì nó hay nhõng nhẽo quá. Những lúc em làm về mệt, có nhiều cái nó gây áp lực nên em lại không thích. Bây giờ em muốn tìm một người phụ nữ như thế nào? Nhỏ thì không sao, em cũng chấp nhận, nhưng mà phải hiểu chuyện tí xíu. Rồi tính tình phải chững chạc, cách ăn nói cũng phải đúng đắn. Cao hơn chừng 1m6. Bên đây cũng gần được 1m6. Gì nữa? Xinh tí xíu là được rồi. Xinh nha, bên đây rất xinh nha. Với lại em muốn quen trong khoảng tầm 1 năm đổ lại để cưới thôi. 1 năm là cưới liền luôn hả? Dạ, 1 năm đổ lại là cưới luôn. Nhưng mà cho hỏi cái áo là cái kiểu nó vậy hay là mình tự thiết kế à? Dạ cái này là em quen một người bạn chuyên lấy hàng kia. Cái áo đó là ấn tượng đó nha. Thôi đừng có xin xỏ. Cái thấy áo đẹp á, thiết kế hay, lạ lạ, kim sao bọc lũ hết chân. 22 tuổi của tôi nè, hãy tâm sự về chuyện tình trường mình đi. Tình trường em thì em mới yêu có một bạn thôi. Yêu một bạn? Anh kém em 3 tuổi, cũng được gần 1 năm ạ. Lý do sao chia tay? Kiểu như gì? Tại vì nếu mà nói lý do chia tay thì nó rất chi là lãng xẹt luôn. Là trước đó là em kiểu là quên không dép tin nhắn hay là gì đó. Tại vì em rất là lười nhắn tin luôn. Xong rồi cái bản rỗi rồi thì em cũng kiểu thôi xin lỗi. Đang xin lỗi thì tự nhiên cái ao cái màn hình ra. Xong em mới kiểu ức kiểu thôi, thế thôi đi ngủ đi. Thế thôi đi ngủ đi. Xong rồi cả hai đi ngủ. Xong rồi là ngủ luôn đó. Là đi ngủ luôn, là hết luôn. Rồi bây giờ em muốn lấy một người bạn trai như thế nào? Anh ấy thì kiểu vui tính. Anh cao trên 1m7 là được. Em cao 1m mấy cưng? Dạ em cao 1m68. 1m68 được không? Trả giá xuống 2 phân được không? Chứ người ta cũng là 1m6 đó. Bây giờ phải bù qua sức lại rồi, đi. Rồi gì nữa? Yêu thương chăm lo cho em được. Tình trường em sao nè? Dạ là em có quen 2 người ạ. Dạ người đầu tiên thì bé đó thì còn nhỏ. Em quen lúc đó là bé đó mới học đại học năm nhất ạ. Quen thì trong thời gian 3 năm thì hai đứa cũng chia tay mấy lần. Nhưng em nghĩ là giờ cô quen tiếp là cũng vậy. Cũng cứ như vậy hoài á. Rồi em muốn chia tay luôn. Em là người chủ động. Dạ đúng. Ở gần 1 năm sau thì em có quen một bạn bằng tuổi. Bạn đó thì kiểu tính kiểu như em thì em thích con gái quan tâm là ngọt ngào xíu. Bạn đó thì tính không có như vậy. Mà em thích con gái Huế, bạn đó là con gái Huế nữa. Dạ. Tại ngày xưa em đi học á là cô chủ nhiệm nói là con gái Huế là cái gì cũng tốt hết á. Cũng biết lo chồng con rồi tính tình điềm đạm á. Thì này thấy em thấy gặp trúng người nữa rồi em tìm hiểu quen. Nhưng mà trong thời gian quen á thì bạn đó là mỗi lần mà đi chơi á là sẽ không cầm điện thoại. Kiểu như là em thì em không thích vậy, là người yêu mà đi chơi thì nó phải nói em 1 tiếng là được rồi. Là không cần là cứ phải nhắn tin suốt. Nhưng mà đừng có kiểu mất tích đó chị. Ý là coi như bạn đi chơi với người khác á. Dạ, chứ không phải đi với em. Dạ đúng rồi. Là coi như không cầm điện thoại theo. Có nghĩa là em liên lạc là không được. Dạ đúng. Hay là tại cô nói em vậy thôi chứ điện thoại cô vẫn cầm mà tại cô không muốn nghe liên lạc của em. Dạ thì có nói là lúc mà sau đó thì hai đứa cũng cãi nhau. Là cãi nhau suốt luôn cái vấn đề đó nữa. Rồi sau này chia tay là gì? Bạn đó về ngoài Huế, không ở Sài Gòn nữa. Rồi cái lúc mà cái bạn đó đi chơi với em á thì bạn đó có cầm điện thoại theo không? Có chứ. Vậy là bạn đó xạo đó nha. Bạn nó kêu là không... Vậy sao đi chơi với em thì cầm điện thoại theo mà đi chơi không có em thì không cầm điện thoại theo? Dạ như là có cầm á chị, nhưng mà không có thói quen. Thì đó chị mới nói rồi là tại vì người ta không muốn nghe điện thoại em chứ không phải là người ta không có đem điện thoại theo. Dạ. Hiểu ý gì nói không? Dạ hiểu. Chứ con người mà cái điện thoại cell phone là cái điện thoại cá nhân lúc nào cũng đem theo hết á. Chị có muốn là thích nghe không thích nghe thôi. Lúc đó người ta bận rồi nha. Rồi bây giờ mẫu người em muốn tìm là người như thế nào? Dạ đừng có bỏ bê em. Lại biết nghe quan tâm. Sẽ thấy thương. Đừng bỏ bê em. Đừng có bỏ bê em. Em thích kiểu là lúc yêu nhau là không phải nhắn tin liên tục cả ngày, nhưng mà trong cả ngày đó phải biết lúc nào nên nhắn tin hỏi thăm, quan tâm nhau vậy đó. Ngoại hình là chị thì cao 1m6 trở lên là được. Rồi tôi nhìn thôi, không cần quá đẹp, còn mà body đẹp thì gặp em. Body đẹp là gặp em. Nói chung không cần đẹp cũng được, vô tay em là đẹp phải không? Rồi ốm gì cũng được. Ngọt ngào một xíu chị. Ngọt ngào à? Dạ biết quan tâm em một xíu. Đừng bỏ bê em. Rồi chốt đi, chốt lại vấn đề vẫn là đừng bỏ bê ảnh là được. Đừng bỏ bê. Rồi tiêu chuẩn rất là đơn giản. Bây giờ tới cô gái ngồi màu xanh. Điện thoại em dung lượng full 100% chứ? Dạ có. Có đủ lúc nào 100% á ha? Dạ đúng rồi. Người nào gọi mình vẫn nghe bình thường, những cuộc hẹn hò hay là cái gì bình thường chứ hả? Dạ, nếu mà nghe có cuộc gọi nhỏ thì sẽ gọi lại. Em tâm sự về tình trường em đi. Dạ, em thì có 3 mối tình. Tại vì yêu xa. Hồi đó em ở Vũng Tàu thì bạn đó trên Sài Gòn. Với lại bạn ít đi tắm biển quá. Đúng rồi. Đúng rồi. Hai đứa không đi tắm biển. Dạ. Kiểu bạn đó nhỏ hơn em 1 tuổi. Trong 3 mối tình đó 3 mối đều 6 tháng hơn. Chà, như có thói quen là quen ai cũng 6 tháng á mấy bạn ơi. Tôi hy vọng là phá cái vết này nha. 2 mối tình còn lại 6 tháng là vì sao? Kiểu là tính cách không hợp á. Rồi người thì bận quá, người thì rảnh quá, xong bắt đầu kiểu hay ghen. Chia tay. Ai ghen? Em là người? Dạ bên kia ghen. Bên kia ghen. Dạ. Kiểu em đi làm thì em sẽ không cầm điện thoại thường xuyên, còn buổi tối em có thể đi chơi với bạn. Chứ con người mà cái điện thoại cell phone là cái điện thoại cá nhân lúc nào cũng đem theo hết á. Chị có muốn là thích nghe hay không thích nghe thôi. Lúc đó người ta bận rồi nha. Dạ. Rồi bây giờ mẫu người em muốn tìm là người như thế nào? Đừng có bỏ bê em. Bên đây cũng không cầm điện thoại thường xuyên luôn á nha. Rồi không, đó là tại thói quen mình mà, thà mình nói trước đúng không? Dạ. Nhưng mà em mà đọc tin nhắn thì em sẽ trả lời liền, còn bình thường em sẽ không có thói quen cầm điện thoại quá nhiều. Dạ. Cứ như là người ta sẽ gọi điện thoại nhắn tin, xong người ta nghi ngờ rồi kiểu thôi chia tay bớt đau khổ. Mẫu hình lý tưởng người đàn ông của em như thế nào? Trưởng thành. Trưởng thành. Ổn định trong công việc, rồi có cầu tiến trong cuộc sống. Rồi gì nữa? Sạch sẽ, chỉnh chu, đừng có bê bối. Tính tình thì sao? Tính tình thì hay là chủ động nói chuyện vui vẻ nhau là được. Cao trên 1m7. Cao trên 1m7. Em cao như em? Dạ chắc 1m71, 1m72 vậy đó. 1m71, 1m72. Rồi người ta dân PT đồ con lắm đó nha. Rồi gì nữa không nè? Nhắn tin cho em nhiều. Không, đừng. Không, đừng. Nhắn sương thôi, tại vì sương sương buổi tối rồi ha. Dạ đúng rồi, nhưng mà kiểu đừng nhắn quá nhiều á, cũng không cần phải gọi thường xuyên quá nhiều, cũng không cần đi chơi quá nhiều. Ủa gì kỳ vậy? Ủa nếu vậy là cũng đừng quá nhiều, người ta gọi. Đấy là kiểu một mức nhất định thôi, giống như một tuần mình đi chơi dài 3 bữa thôi. Ví dụ 3 đến 7 hay là 2 đến 6. Đúng rồi, nhưng mà rồi không đi chơi thì cũng phải có nhắn tin liên lạc, gọi điện mỗi tối chứ. Thì ý là nhắn ít thôi, kiểu là đừng có nhắn dồn dập, giống như là em nhắn thì trả lời liền rồi nhắn qua nhắn lại nó nhiều quá. Vì cô ngộ vậy, tự nhiên có bồ tôi nhắn tin mà bồ tôi không nhắn trả lời liền là tôi giận. Ý là kiểu đừng có dồn dập quá, đúng không? Không có dồn dập quá. Đừng có dồn dập quá, một tuần chỉ chơi 357 hoặc là 246 thôi, đừng có đi chơi. Vậy là em sắp lịch cả 357 đi này, 246 đi kia, chủ nhật chơi nọ hay gì? Chắc vậy, em sẽ lên lịch trước. Lên lịch trước. Ủa rồi thí dụ như rồi 246 đi chơi bạn trai, 357 chơi cái gì? Đi chơi với bạn em. Đi chơi với bạn em. Trời ơi. Rồi xong còn đồng nghiệp công ty. Rồi em có thể tự đi chơi một mình cũng được. Lên lịch kiểu gì kỳ vậy ta. Rồi bây giờ chúng ta giao lưu với người thân. Hôm nay Dì Tường thấy là bên cánh phải của Dì Tường có 2 bạn. Rồi chào em trai. Em xin chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt ạ. Em tên gì? Dạ em tên là Lê Nguyễn Hữu Khánh. Em là em họ của chị Tú Anh. Em họ. Nếu mà theo em chọn nha, là em chọn anh ghế màu đỏ. Tại vì ảnh kiểu có đầy đủ tất cả các yếu tố mà. Có đầy đủ mấy trăm triệu. Rồi ok, cảm ơn em. Rồi chào em gái. Chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt. Rồi em là đi theo bạn kia nữa phải không? Dạ đúng rồi. Thì nếu mà chọn thì chọn anh ghế đỏ đi. Vẫn là chọn anh ghế đỏ. Chà, may chắc anh có mấy trăm triệu đó anh, cái người ta chọn anh hết đó anh. Chắc anh ghế đỏ có bên đây là tại vì tôi chưa hỏi thôi. Tính muốn lấy vợ chưa? Dạ cũng muốn. Đã sẵn sàng hết chưa? Dạ cũng chuẩn bị rồi. Làm 2 job luôn ha. Để dành được nhiêu tiền rồi? Dạ cũng tầm vài trăm. Đó, người ta cũng vài trăm đó nghe. Ngày hôm nay đại gia giỡn nghe. Bất phân thắng bại đó nghe. Cảm ơn hai em rất là nhiều. Bây giờ thì hãy để cho tất cả mọi người ở đây chúng ta tự đưa ra quyết định. Mở cửa trái tim. Các em hãy giao lưu đi, thoải mái lên. Anh ghế đỏ cười cười mỉm mỉm hoài, cảm giác anh thế nào? Thấy bạn xinh. Xinh đúng không? Dạ. Nhưng mà em vẫn giữ ý kiến riêng của em là 1 năm đổ lại để cưới. Rồi còn cảm xúc của em như thế nào khi mà lần đầu tiên gặp 2 cô gái ngồi bên kia? Dạ 2 bạn nữ dễ thương. 2 bạn nam phải có quà tặng cho các bạn nữ chứ. Hát bài tặng các bạn đi. Dạ em xin hát một đoạn nha. Rồi ok, chút văn nghệ đây nè. Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi, vì có anh ở đây rồi. Tựa vào vai anh đi, em sẽ thấy bình yên. Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trên thế gian này, bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo. Giọng lạ ghê á, giọng nhạt 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 của mũi mà câu cao cao mà trong 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 mà. Trời ơi chị em ơi, 1 năm cưới liền tài. Vậy đã. Rồi tới em, bây giờ bên đây người ta hát rồi, giờ em làm gì đây? Mà ra biểu diễn thể hình đi. Đó đi chuẩn. Em muốn làm gì? Dạ chắc hít đất đi chị. Em đứng em dép em gồng đồ lên đó, chị có con chuột con đồ đi. Hít đất ai không biết em hít nổi. Đứng này, đứng này. Rồi, biểu diễn 2, 3. Đâu đâu đâu, hình như chị thấy có cái mặt chuột gì coi. Chuột có chạy không? Wow, dữ thiệt. Giật ngất hả? Chết cha. Rồi bây giờ rồi, giật ngất, vô, giật đó. Trời trời. Đó, ghê chưa? Ghê chưa? Giật thôi, giật. Không, giật cái mỏ thì được. Rồi, bây giờ anh sẽ là cục tạ của em. Đâu, bế anh nâng lên thử coi nè. Chị bế em, chị bế em. Rồi. Rồi. Rồi làm gì nữa không anh? Quá dữ luôn. Hồi nãy cô bé này nó là học tiếng Nhật, thì bây giờ em hãy hát một cái gì đó ca khúc tiếng Nhật cho anh nghe đi nè. Em nghĩ là em sẽ hát bài Sakura. Sakura. Wow. Sakura hira hira mai yori te ochite yureru omoi no take o dakeshimeta kimi to haru ni negai shi ano yume wa ima mo miete iru yo sakura mai chiru. Ồ, em có thể là ca khúc đó. Rồi, em có gì tặng không nè? Em có quyển sách. Rồi, em tặng đi. Rồi, tới tiết mục tặng quà các bạn ơi. Chị tặng cho ai ta? Tặng ta lăng tăng tăng bằng tặng tăng. Wow. Đó là quyển sách mang tên gì? Có gì đâu có quà tặng tới đàng hoàng nè. Dạ đây là quyển sách mang tên Sống Tốt Trời Xanh. Ủa tại sao em? Sống Tốt Trời Xanh là ý nghĩa gì? Trời xanh anh chưa đọc. Trời xanh gì? Trời xanh tự ăn bài. Trời ơi, đọc có trời xanh không? Đọc không hết. Chữ to thôi chị. Sống tốt đi rồi trời xanh tự ăn bài, bữa nay có bồ, nghe không? Wow. Em cảm ơn. Wow, đáo quá. Cảm ơn. Cái kẹp tóc á, tự thấy bạn đỏ. Trong đỏ hay kẹp tóc á chị. Đâu, bé này kẹp tóc cũng hay, anh kẹp cho. Đó. Qua giúp cho người ta đi. Có cái gương không? Anh đưa cho anh kẹp đi cho nó có tình cổ. Kẹp vô cũng đẹp. Nó kẹp lên cái máy đằng sau đó đó. Đó, rồi bấm vô, đúng rồi. Đẹp quá trời ơi. Thiệt tình chứ đàn ông kẹp nơ là hai cái nơ. Đẹp rồi. Đâu? Đó, cái nơ nó phải dảnh lên trời. Quá trời đẹp. Rồi, con cặp này sao đây? Ảnh để em không ta. Thì mới vậy. Em cái này là nó phải dảnh. Này trao đổi quà ha. Cảm ơn em. Rồi. Hôm qua em mới thèm bánh ông lai. Hôm qua mới thèm, bữa nay có luôn. Bây giờ mình sẽ chia sẻ quan điểm về tình yêu nè. Hỏi bạn ở ghế đỏ là. Rồi ghế đỏ là Tú Anh. Dạ. Nếu mà trong vòng 1 năm đổ lại thì em có quyết định cái chuyện đó, chuyện hôn nhân hay không? Em nghĩ là không. Em nghĩ là không. Em không muốn là kết hôn khi mà em chưa có gì trong tay hết đó. Em phải sở hữu cái gì đó đã. Mà bạn ghế xanh lắm. Nếu mà 1 năm đổ lại em có muốn kết hôn không? Dạ không. Dạ không. Còn gì nữa đâu mà khóc với. Trời mấy bạn này thẳng thừng quá. Hai anh có ai có xăm không? Không, anh không có xăm. Mấy anh có thích con gái xăm hình không? Xăm nếu mấy chỗ không nhạy cảm. Ủa xăm mấy chỗ không nhạy cảm là mấy chỗ nào? Như ngực này chị. Là được hay không được? Dạ không. Vậy thí dụ xăm ở đâu là được? Như là tay, vai, sự trên cổ. Kỳ vậy? Cái quan điểm em ngược lại với chị á. Người ta xăm những chỗ nhạy cảm là những chỗ kín. Bây giờ em dẫn bạn gái về cho nhà gia đình mình. Nếu mà gia đình mình không thích cái người mà có hình xăm thì mấy cái lộ ra nơi cổ nè, nơi tay nè, là mới lộ ra, nơi chân là lộ ra nè. Trong khi á, người con gái người ta xăm trong mấy chỗ kín nè, có ai thấy gì đâu. Cái chỗ kín đó chỉ có mình em thấy thôi à. Cái chỗ kín đó chỉ có mình em thấy thôi à. Đúng không? Nhưng mà cái người thợ xăm họ thấy vậy. À, vậy là ghen với ông thợ xăm. Cái người thợ xăm thấy. Trời ơi là. Chứ còn nếu mà nói về quan điểm rõ ràng không quý vị, những người ta xăm chỗ kín là người ta có một cái chuyện thầm kín riêng cá nhân của người ta, ta đâu có phô trương điều đó ra ngoài. Ví dụ như giờ Tường cũng có dạy con gái Tường á, con muốn xăm gì cũng được nhưng mà con xăm những cái chỗ nào mà cần che thì phải che được. Ví dụ bình thường con xăm nhưng mà tới lúc mà tới nhà bạn trai đó thì con mặc cái áo tay dài vô thì phải không lòi ra. Còn những cái chỗ nào xăm mà lộ ra như vậy là không được xăm. Tại vì nhiều khi vì một cái hình xăm mất chồng như chơi. Đó, tôi dạy con tôi vậy đó. Anh ghế đỏ anh có thích? Dạ, em thích. Thích hả? Hình xăm không? Mà em có xăm không? Dạ không. Vậy hả? Em thích con gái xăm. À dạ, thích xăm ở đâu? Dạ, tay rồi chân. Chỗ kín được không? Dạ. Chỗ thầm kín được không? Lộn, thiếu chữ thầm. Dạ được. Sao, tại sao cưng hỏi câu đó? Tại vì em có song. Nhạy cảm hay là lộ liễu? Chỗ xương qua xanh. Em có xăm mình không à? Em có dự định xăm mình. Em đang suy nghĩ về hình xăm mà em thích hoa hướng dương. À. Hoặc là con ong. Cho em hỏi cái bạn nữ. Hỏi cổ đi chứ khỏi xin chị. Em gì đó? Báo đỏ hay là ghế đỏ lại chơi chuyện bắt lé nữa mệt nữa. Thường là em đi xem phim là em có tập trung coi phim không? Là có. Em chỉ xem phim thôi, đúng nghĩa xem phim luôn. Xem xong chị ra ngoài mình mới đi cà phê là chủ yếu là nói thôi đúng không? Đúng rồi. Buổi hẹn đầu tiên nên mình sẽ chưa biết về người ta mà, nên là nhỡ may bạn đó có là một người nhàm chán đi thì sau khi xem phim xong sẽ có cái để bàn. Ok, nói sẽ kiểu là ở cái phim này như vậy bla bla đi. Muốn hỏi gì nữa không em? Cho em hỏi bạn đầm đỏ. Nếu mà sau này mà có tìm hiểu mà quen, ví dụ như mình ở Thủ Đức á, hay là cả hai cùng nhau là đi qua đi lại, hay là bạn muốn mình ngay lúc nào hẹn hò là phải chạy qua đó? Em nghĩ là sẽ muốn chạy qua đó. Hai bạn nữ mình rất là thẳng thắn. Rồi sao? Rồi bây giờ tới em nè. Em muốn hỏi gì hai anh này không? Em muốn hỏi hai anh câu là hai anh có suy nghĩ như thế nào về con gái mà xỏ khuyên? Ý là sọ nơi nào em nhỉ? Nè, tôi thấy là ngay lỗ tai đó, mũi này, ngực rốn nữa. Rốn nữa? À không, ý em hỏi thôi chứ không, không phải em không muốn sọ, em hỏi thôi. Em không có thích lắm rồi. Không thích. Xăm ta còn không thích mà sao thích sọ? Sọ khuyên, đừng có sọ những chỗ nhạy cảm quá. Dạ đúng rồi. Tai, mũi, môi thì được. Em thấy bình thường. Dạ. Lại hợp với bà thím Bảy tôi nữa. Đâu nè, bây giờ em muốn khoe không đi nè, đây có xỏ hai cái lỗ tai nha. Cái lỗ mũi em là cái một ruồi hay là cái khuyên vậy? Là cái khuyên ạ. Cái khuyên. Đó, nãy giờ nói chuyện trò chuyện gì cũng nhiều rồi, hiểu hết nhau rồi nha. Cái nào hợp, cái nào không hợp rồi. Bây giờ các bạn nam mình đứng lên đây, mình mạnh dạn nè. Bạn nam sẽ bước qua, mỗi bạn sẽ được xin phép hai em gái cho mình nắm tay. Rồi mình nhìn thẳng nhau, nói vài ba điều sao hôm nay mình gặp nhau có suy nghĩ cảm xúc gì thì mình cứ nói. Anh xin nắm phép tay. Dạ. Nói chung thì anh thì thích cái chuyện là quen một năm đổ lại để cưới. Còn nếu mà em thì chưa muốn thì nói chung thì có thể suy nghĩ lại. Cái ý định ban đầu của em thì cũng muốn là tìm có người yêu kiểu hơn tuổi mình để người ta chăm sóc được cho mình á. Anh xin phép nắm lấy tay em. Em có chịu mình quen nhau một năm đổ lại để cưới không? Dạ không. Nếu em định em muốn bao nhiêu năm? Từ 2 hoặc 3 năm. Sao tay em lạnh quá vậy? Đi trong đấy nó lạnh. Rồi anh cảm ơn em. Dạ em cảm ơn. Còn nếu mà bây giờ em quen người yêu mà người yêu không thích em sợ khuyên lắm, nhưng mà vì hai người rất là có tình cảm á, thì ý là không phải là cấm nhưng mà hạn chế, thì em nghĩ sao? Em thì trước giờ không ai cấm được em gì. Kể cả việc nói chung là như kiểu em cắt tóc hay gì á, kiểu bố mẹ không thích nhưng mà em vẫn làm. Nên là với cả em thì sống theo chủ nghĩa là mình thích thì mình làm, yêu bản thân nhất. Cảm ơn. Dạ em. Nếu mà cái là quen nhau là em không có dành thời gian nhiều cho người yêu, thế là quen nhau là phải chia lịch, phải sắp xếp lịch, ấy là kiểu giống vậy. Rồi anh cảm ơn. Em hỏi gì chị đi Đạt. Chị thấy sao? Chị thấy mệt. Em thấy nó chớm cái màu gì em cũng không biết nữa. Về chỗ mình ngồi đi. Rồi dù gì thì chúng ta cũng phải đến cái kết cuộc nhé. Và ngày hôm nay khi các đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc thì chương trình cũng rất là tôn trọng cái sự quyết định của các bạn. Tuy nhiên hãy đưa ra quyết định đúng với những gì mà mình đang suy nghĩ. Đây là khoảng khắc quyết định để lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện những khoảng khắc chân thật nhất. Các bạn sẽ đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 Nếu mà cái là quen nhau là em không có dành thời gian nhiều cho người yêu, Nên là quen nhau là phải chia lịch, phải sắp xếp lịch. Ý là kiểu giống vậy. À rồi, cảm ơn. Một. Nếu mà trong vòng 1 năm đổ lại thì em có quyết định cái chuyện đó, cái chuyện hôn nhân không? Em nghĩ là không. Em không muốn là kết hôn khi mà em chưa có gì trong tay hết đó. Em phải sở hữu cái gì đó đã. 3. Thời gian ra hết. Hết thời gian. Là các bạn hiểu chuyện gì xảy ra rồi chứ gì. Có nghĩa là ngày hôm nay không một ai bấm nút cả. Thật ra là với kinh nghiệm làm mai của Cát Tường với Đạt thì nãy giờ đó nghe cũng có cái mùi rồi. Cái mùi thất bại của ông ba bà mối rồi. Nắm tay nhau. Đúng rồi, nhưng mà điều mình cũng muốn hỏi qua ý kiến các bạn một chút xíu. Chắc là cũng không có gì lạ nữa đâu. Em là tại vì em thấy không không có cô nào mà muốn năm sau đám cưới nên em không bấm đúng không? Dạ yeah. Chị cũng thấy vậy, còn em tại sao lại không thích hợp? Bạn nữ ghế đỏ thì kiểu như là làm theo ý mình đó chị. Kiểu nói vậy thì nhiều khi em nghĩ nó sẽ không có hợp cái suy nghĩ. Em thì trước giờ không ai cấm được em gì. Với cả em thì sống theo chủ nghĩa là mình thích mình làm, yêu bản thân nhất. Còn bạn ghế xanh thì em nghĩ là bạn ấy chắc cũng chưa sẵn sàng để yêu rồi. Bỏ bê em nữa rồi. Em nghĩ đúng rồi đó. Còn hai cô gái trẻ này, thế thì mục đích mình đến chương trình là chị Minh có bồ chơi cho vui thôi phải không? Có bồ qua ngày đoạn tháng cho có thêm kinh nghiệm thôi phải không? Dạ không phải, thực sự là ý là em cũng muốn tìm được một người yêu mà trưởng thành. Thì như em cũng đã chia sẻ là em là người rất vô tâm, mà lúc mà anh kia nói là bỏ bê á, là em đã chắc chắn là em sẽ không hợp với anh ghế xanh rồi. Còn anh ghế đỏ, nhưng mà anh lại cứ khăng khăng cái việc là phải cưới sớm. Mà em thì thực sự cũng chưa có sẵn sàng. Rồi. Còn em 5 nữa mới tốt nghiệp đúng không? Anh ghế đỏ thì kiểu cưới sớm đó chị. Đúng rồi. Còn anh ghế xanh thì... áp lực quá ha, chưa yêu chưa quen mới gặp đòi cưới rồi ha. Dạ đúng rồi, quá áp lực. Còn anh ghế xanh thì kiểu chắc em quan tâm không nổi. Cho nên là tất cả những cái điều mà các bạn ấy suy nghĩ thì thật ra chúng tôi cũng đã tiên đoán được hết ngay từ đầu rồi. Rồi mời các bạn đứng lên. Ông mai bà mối cũng đã chai lì rồi. Thật sự là chúng tôi đã cố gắng hết sức và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cũng đã cảm nhận được. Mặc dù là ngày hôm nay chưa có ai tìm được một cái chân ái của mình, chưa ai tìm được một nửa yêu thương của mình, thì chị Tường cũng xin thay mặt cho chương trình chúc cho các em luôn được nhiều sức khỏe, thành công trong cái sự nghiệp và có nhiều cái thắng lợi, thuận lợi trong cái công việc, những cái kế hoạch của mình trong tương lai, và đặc biệt là sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình.